Đây là cái con đường Trần Văn Mười thuộc xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Ôm cái vòng cua này chạy thẳng về chợ Bà Điểm luôn ha. Đây là khu vực chợ chữ S. Thì khu vực chợ này giờ này là bà con đi bắt đầu là đông đông rồi đó. Cô này bán gì nè? Cô này bán đậu hũ đường, là đậu hũ đường của đường miền Trung á. Đây là nước dừa đó. Một ly như vậy là bao nhiêu hả cô? Một ly như vậy là 10.000 đồng á. Xe đậu hũ này của cô này là bán là 27 năm rồi. Là cô bán là từ lúc là con cô 1 tuổi mà đến nay là con cô đã 27 tuổi rồi đó. Quá chừng, đây là miếng cơm của cô hàng ngày á. Đây là cái con đường đi vào chợ. Thì chợ này bán chủ yếu là bên vỉa hè thôi, không có nhà lòng chợ, nhà bãi biển. Cái đường này là đi vào đường hẻm là Xuân Thới 8 á. Trên bản đồ thì để là Xuân Thới 8 nhưng mà nó nằm trên con đường là Trần Văn Mười nè, chạy qua cua rồi sẽ đi vào trong đây là cái con hẻm gọi là Xuân Thới 8. Bán hoa nè. Quýt. Thịt heo bán nhiều quá ha. Những mặt hàng đây thì cũng bán rất là đầy đủ, rau củ, có cả mít thái, chuối nữa. Cái cả vào trong hẻm đó cũng để là có những món ăn khoai lang bên kia kìa. Khoai này bán sao hả? 1 ký anh. Dạ. Còn loại nhỏ nhỏ là bao nhiêu nghĩa ký hả chị? Chơi cũng vậy, ăn nhỏ lớn cũng vậy. À vậy hả? Thôi lấy khoai này đi. Dạ. Càng em bao nhiêu đi hả chị? Cá bánh, cá bánh da lợn nè. Này là bánh ú. Ú. Đúng rồi. À, bánh này là gọi là bánh lá dừa nè. Bánh dai, này là bánh tét. Bánh bông lan, đủ loại bánh ở chỗ này hết trơn ha. Có cả bánh bèo, bánh mặn nữa nè. Bánh bột lọc. Có 6.000 hộp vậy đó. Một hộp như vậy là có 6.000 đồng nè. Nhìn hấp dẫn ha. Chị lấy em một hộp này nữa đi chị. Phía đó là có một cái quầy bún riêu nho nhỏ. Cái này là súp cua nè. Bún riêu cua. Bún riêu cua. À, giờ này hết thịt rồi. Thịt mà thịt mùa này quá mắc à. Mình bán một tô nhiêu hả chị? Tô 20. Tô 20 bình dân ha. Giá rẻ. Chả kèm theo nè. Cô này mua bọc mang về. Chỉ có một quầy nho nhỏ thôi hả? Nhưng mà khách để ăn cũng lây gai hả? Cô này đẩy xe khẩu trang đi bán nè. Xe cộ thì mọi người chạy qua chạy lại trên đường này nè, cũng khá đông đông á. Bò bên trong đây cũng bán mớ rau củ, có quầy thịt. Và phía bên kia là đậu hũ nóng đó. Wow. Những loại rau củ này cũng là rất là ngon luôn á. Bán gà vịt sống nữa. Tôm, cua. Trong đó thì bán cá. Có cá nước ngọt của mình đó, cá điêu hồng, cá hú. Phía bên đây thì mặt trời gọi ngay luôn á, lên là sáng sớm thì trời hơi nắng. Nhiều loại rau củ bên trong này nè. Mực, tôm, cá biển.
đi xe mô tô vô chợ luôn hả? Cũng có bán rất là nhiều lợn khô chỗ này nè. Đây mọi người đi chợ thì chạy xe ngang dừng xe đậu lên bên ngoài thôi, chứ không có chỗ gửi xe rồi. Người thịt. Có cả hình ảnh người đi xin nữa nè. Khổ quá. Quá, bắp ngọt. Có cả bắp nếp nữa nè. Các loại trứng. Nè, có giá nè. Loại vịt, hộp vịt thì 28, loại 30, loại 32, loại 25, còn hộp gà đó là 22, loại 25, loại 28, loại 28 là loại to nhất luôn á. Có hộp gà so, trứng nhỏ nhỏ đó 25.000 chục. Có cả quán cơm tấm đây nè. Cơm tấm này bán cho bà con tiểu thương á. Sáng sớm họ ăn kêu thì chủ quán người ta bưng lại. Mặt hàng tạp hóa. Các loại rau củ đều tươi ngon, rất là ngon luôn á ha. Mọi người đậu xe bên ngoài thôi. Phải chi có chỗ gửi xe thì tiện quá. Cái quầy hàng này nè, có vài người đông đông đến đây mua nè ha. Cũng có nhiều loại rau củ, rất là nhiều loại ha. Trái cây ngon quá. Đến đoạn này thì người đi chợ hơi thưa quá ha. Nhưng mà đồ, các loại đồ ăn nè, trái cây, rau củ thì đầy đủ hết. Những loại trái cây thì nhiều quá chừng luôn rồi nè. Chị, dạ, bưởi nè. Dạ, quý sữa. Tha đủ loại cho xoài, đu đủ. Có hai quầy hàng ha, một bên là bán trái cây, còn bên kia thì có là quầy thịt á. Trái cây thì bán cũng khá nhiều nè. Bưởi, bên trong trái bưởi lên trái nhỏ xíu hả, trái đó nó nhỏ, rất là nhỏ, hay là bưởi nó đã lão rồi đó. Bán nhiều loại cá nè, cá lóc, cá rô. Này cá nước ngọt thì nhiều ha. Cá nước ngọt không. Đấy. Có hai một hai cái xe hàng rong và nguyên một xe mặn. Mặn ăn phước nè. Bên đây là táo, hũ sữa. Đây có một cái loại xoài, trái xoài gì nhỏ xíu luôn hả. Quần áo nè, đậu hũ à, và có một xề bánh tét, các loại trứng nè, xôi gất á, xôi gất ở trên để cái màu gất nó đẹp quá, ngon quá. Dạ. 65 tuổi rồi con. 65 tuổi, 65 tuổi mà hồn nhiên vui vẻ là đời sống vậy, sống mình sẽ sống khỏe. Cô yêu đời quá vậy. Cô yêu đời đúng rồi, cô rất là yêu đời luôn á. Ở bên nước ngoài là lo cho tiền. Dạ, cô bán khẩu qua nè, có bí nè, loại bí này xào ăn. Bí đâu, bí biết gì.
Cảm ơn cô nha, chúc cô mua mai bán đắt nha cô. Cặn loại trứng nè. Ở đi chợ mà gặp cô tiểu thương mà vui vẻ như vậy á, cảm giác trong mình cũng là vui vẻ và thoải mái theo. Chỗ này có nhiều rau củ quá luôn, có nhiều loại rau tươi ngon quá ha. Hến nóng, có chỗ bán hến nóng và có chả cá ở đây nè. Bán một ít hoa, trước là sẽ thơm. Các cô tiểu thương nói là buổi sáng chợ bày, buổi chiều chợ này cũng rất là đông luôn á. Cái này là rau đồng, mớ rau đồng nè, rau dền này, rau dền đồng nè, hái từ đồng. Cái loại này thì khỏi sợ bị thuốc á, khỏi sợ thuốc, nấu canh ăn cũng rất là ngon luôn á. Nấu canh tép nè, hoặc là nấu canh cá. Đọt lan này chỉ là luộc mà những ngày chay, ăn chay á, chấm với tương hoặc là chao, chén chao mình làm ngon á. Đây là cái vị trí bán đồ chay là dưa cải, bên kia là giá đó, dưa giá. Có bán mớ củ kiệu đây nè. Bên đây thì bán quá nhiều loại rau củ, các loại ốc đều có bán nữa kìa. Ốc, có một số ốc bu, ốc gạo, có cả con nghêu, và kế bên là các loại cá. Thịt gà, ở phía trước đó mọi người mua thịt gà đông đông quá. Xe chỉ đậu bên ngoài thôi, không có chỗ gửi xe hả? Ổn quá. Kiệu thì mùa này bán khá nhiều á, kiệu quế 40.000 đồng một ký. Cái bên này có tôm càng xanh nè. Có một xe bánh mì. Chỗ này có bán ốc nữa nè. Có mì bún nè, mì quảng, bánh bèo, bánh tráng nướng, mà bán là bún sáng nay bún bánh tầm á. Những cái thịt ở bên đường nè, thịt gà nè. Bên ngoài bây giờ mọi người đi mua cũng đông đông nè. Giờ này là nắng lên cũng khá nắng rồi đó. Đây là công nhân buổi chiều. Khu vực chợ này là công nhân đi làm quanh khu vực này đã ra tăng ca ra, thì công nhân tập trung ở chợ này mua đồ ăn đông đúc. Và đặc trưng cái buổi chiều á thì chợ này sẽ đông hơn là buổi sáng. Công nhân giờ ra đông rồi nè. Chiều xuống thì khu vực này mát mẻ, không có bị nắng giống như buổi sáng. Đi chợ cũng khỏe nữa. Và người bán bên vỉa hè này cũng khỏi bị nắng nữa.
xe chạy ra giờ kẹt. Buổi chiều thì việc mua bán là sẽ bán đắt hơn buổi sáng ha. Vui ha, buổi chiều này thấy nhộn nhịp vui quá. Cũng mừng cho bà con tiểu thương ở chỗ này ha. À, cái phần này đông đúc nè, nhộn nhịp quá. Ở bên trong đó thì cũng là đông hơn buổi sáng nữa. Vui. Buổi chiều cảm giác vui quá. Vui hơn buổi sáng thì cũng rất là nhiều luôn á. Vì khi mà đi vào công ty làm buổi sáng thì công nhân đã ăn cơm trong công ty rồi nên không có mua đồ ăn cơm. Chỉ có buổi chiều khi tăng ca về thì họ mới chuẩn bị mua đồ ăn để chuẩn bị nấu cơm chiều. Các mặt hàng thì dĩ nhiên là cũng buôn bán là cũng giống như buổi sáng như vậy. Cái đoạn đường chỗ đó là buổi sáng buổi chiều gì nó cũng bị nước dơ chỗ đó hết trơn. Bây giờ mặt trời lên khá cao á, bên ngoài trời nắng quá. Đây là đường Trần Văn Mười. Chạy ra này, khu vực này cũng có bán đồ ăn nè, bên vỉa hè. Chỗ này có một địa điểm ăn là cháo lương Sư Nghệ, nằm trên đường Trần Văn Mười. Quán xá trên đường Trần Văn Mười này là bán cũng nhiều á, chứ không có ít. Các dịch vụ xung quanh này nhiều lắm. Tiệm hớt tóc, salon tóc, thuốc tây, quán ăn, bán đồ gia dụng đầy đủ. Nhà cửa chỗ khu vực này thì vẫn còn nhà cấp 4 là nhiều. Chỉ một vài ngôi nhà là có lầu, một hai lầu. Còn đa phần là nhà cấp 4 nằm bên ngoài này. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.